pha bột nước ẩm các bạn nha. Bây giờ thì khoai lang mình sẽ cắt khúc này. Mình sẽ cho cái phần vừng này vào. Đây các bạn. Các bạn sẽ bỏ cho mình một ít sữa đặc nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ dầu ăn vào, chúng ta sẽ chiên các bạn nha. Đấy, như vậy. Mình sẽ bỏ từng miếng khoai lang vào. Sữa đặc cho nó béo. Mình sẽ cho nhỏ lửa một tí nữa. Nó mỏng thì nó sẽ nhanh chín hơn các bạn nha.
Bây giờ mình sẽ chiên vàng nó các bạn nhé. Đây, bên này các bạn nhé, mình đang chiên cho nó vàng một tí. Ô xuống lúa nào, quốc án ơi. Ôi ôi, chết chứ.